Hello các bạn, ở trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thức cài đặt địa chỉ IPv4 và địa chỉ IPv6 cho cái topo mạng mà các bạn đang nhìn trên màn hình. Thì các bạn nhìn thấy bên trái router R1 ấy là hai mạng LAN, đó là dùng địa chỉ IPv4 này và một cái kết nối WAN từ R1 đến đám mây internet ấy là dùng IPv4. Thế còn từ bên đám mây trở đổ về R2 rồi qua hai mạng LAN, đúng không? Là dùng địa chỉ IPv6. Thế còn con server ở giữa ấy là dùng cả hai IP, cả V4 và V6, người ta gọi là dual stack server. Đấy. Thì bây giờ đầu tiên là mình sẽ giải quyết cái vấn đề V4 đi. Đó là đặt IP V4 cho các cổng của router theo cái bảng địa chỉ như trong hướng dẫn của bài lab. Khi bạn mở ra có phần activity ấy, cửa sổ activity, chúng ta sẽ cấu hình địa chỉ IP cho router R1 trước này. Thì đầu tiên mình truy cập vào mode cấu hình cổng gigabit 00. Đấy, sau đó là bạn gán IP cho cổng này. Đấy, thì việc gán IP rất đơn giản, đó địa chỉ IP này, subnet mask này. Đấy. Sau đó chúng ta bật cổng lên. Tiếp theo chúng ta gán IP cho cổng G01. Và cũng bật cổng lên. Như vậy là hai cổng LAN trên router R1 đã bật và chúng ta nhìn thấy là kết nối đã màu xanh rồi, đúng không ạ? Bây giờ đến PC, chúng ta có gắn địa chỉ IP theo cái bảng địa chỉ IP trong bài, trong phần hướng dẫn. Và bạn lưu ý chỗ default gateway thì chính là địa chỉ IP của cổng LAN gần nhất của cái PC đấy, tức là G00. Còn đối với PC 2 thì chúng ta cũng gắn IP và default gateway là địa chỉ IP của cổng G01 trên router. Đó. Rồi. Thì như vậy là cái phần này chúng ta xong rồi, chúng ta test thử bằng cách ping thử từ PC. Đấy, chúng ta ping đến router. Đấy, chúng ta thấy kết quả đã truyền thông thành công. Và tương tự thì chúng ta cũng kiểm tra vào máy PC2. Xin lỗi các bạn, đây là chúng ta ping thành tới server. Đấy, chúng ta thấy rằng là đã ra được internet, đúng không ạ? Phần tiếp theo mình sẽ cấu hình router R2 với cái địa chỉ IPv6. Đấy, thì cũng tương tự như địa chỉ IPv4 thôi. Bằng cách cấu hình, chúng ta vào mode cấu hình này. Sau đó bạn gõ câu lệnh là IPv6 này, địa chỉ theo bảng địa chỉ, đúng không ạ? Thì địa chỉ IPv6 thì nó là được biểu diễn dưới dạng hexa và các cái hexted được cách nhau bởi dấu hai chấm. Đấy, đây. Và có cái phần prefix len là sạc 64 cuối cùng. Đấy. Và bạn lưu ý là chúng ta có trên một cổng của router thì thường có địa chỉ IPv6 global và địa chỉ IPv6 link local bắt đầu với FE80. Đấy. Rồi, như vậy là xong cổng G00. Bây giờ chúng ta tiếp tục cấu hình cổng G01.
Và sau đó bạn bật cổng lên. Rồi như vậy xong hai cái cổng LAN được cài đặt địa chỉ IPv6 rồi. Đấy. Tiếp theo là chúng ta gắn IPv6 cho hai máy PC ở trong hai cái mạng LAN vừa rồi. Đấy, thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ cấu hình ở phần là IPv6 config ở phía dưới, ở phía trên là IPv4. Đấy. Thì bạn nhìn thấy là địa chỉ IPv6 ở đây chúng ta sẽ gán là địa chỉ global, tức là địa chỉ này được định tuyến trên internet. Đấy, còn ngay ở phía dưới của máy PC đã được cài đặt sẵn là địa chỉ link local, là chỉ định tuyến ở trong mạng LAN thôi. Đấy, và địa chỉ IPv6 gateway thì chúng ta dùng địa chỉ link local của cổng của router. Đấy, cổng G00 của router. Đấy. Tương tự máy PC 4 cũng thế. Đấy. Thì bạn cũng gắn địa chỉ IPv6 global ở cái dòng đầu tiên. Và đây là prefix length. Rồi phần gateway bạn gắn địa chỉ link local của cổng của router. Đấy, G01. Đấy. Rồi sau khi đã gắn xong thì chúng ta sẽ kiểm tra bằng câu lệnh ping. Đấy, chúng ta sẽ ping tới router. Rồi sau đó tiếp theo là ping, chúng ta sẽ ping tới cái server bằng địa chỉ IPv6. Đấy, để đảm bảo rằng là kết nối ra được internet. Đấy, chúng ta kiểm tra lại chút xem là chuẩn chưa. Đấy. Rồi. Rồi chúng ta sẽ ngồi máy PC 3 và ping. Đấy, như vậy là đã ping thành công tới router rồi. Đấy, thì tiếp theo chúng ta ping tới máy server. Đó, như vậy cũng đã thành công. Đấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.